Thank you.
Vương Hương thân mến, chào quý vị khán giả cho buổi nhạc ngày hôm nay. Lưu Vũ gửi lời chào đi. Vẫn như thường lệ, tiếng đàn piano của Vương Hương và tiếng vi cầm của Lưu Vũ thay cho lời chào trân trọng nhất. Chúc cho cả nhà lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Thưa quý vị, tháng 7 có gì lạ không? Thì Lưu Vũ mượn nhạc phẩm này tặng cho tất cả quý vị nào đang ở quận Cam trong mùa hè, mùa mà rất nhiều quý khán giả đang ở khắp các tiểu bang cũng như khắp nơi trên thế giới về quận Cam để mà vui với mùa hè, đúng không Vương Hương? Thì 1 tháng 7 đúng 6 giờ chiều giờ California, live show của nam ca sĩ Quang Dũng với tiếng hát, những tiếng hát đó là Khánh Du, Hồng Liên và Đồng Lan đến từ Việt Nam, Vasa, Diệu Nga và Thiên Phúc cùng ban nhạc The Friends. Kính thưa vị, chỉ 30 đồng thôi, vì gọi cho Lưu Vũ ở số 714-467-5840, 714-467-5840. Và đặc biệt là chương trình 14 tới tháng 7, live show của nữ ca sĩ Lưu Bích. Kính thưa vị, vì cũng gọi cho Lưu Vũ, Lưu Bích, Hồ Lệ Thu 714-467-5840, bắt đầu cũng chỉ 30 đồng. Và Vương Hương ơi, Vương Hương có xem World Cup 2018 tại Nga hay không? Xin mời Vương Hương. Thưa quý vị, Vương Hương thì không xem World Cup nhưng mà Vương Hương xem phim. Bản nhạc vừa rồi đó là Somewhere in Time, do John Barry đã viết nên. Đó là một bộ phim về một cuộc tình rất là lãng mạn mà trong đó có Christopher Reeve đóng. Không biết quý vị có nhớ bộ phim này không, khi mà một anh chàng đã gặp cô nàng trong giấc mơ và anh ta trở về thời quá khứ đó, Lương Vũ. Quá lãng mạn Vương Hương Phim một. này được bố Vương Hương cho xem từ những lúc mà Vương Hương còn ở Việt Nam, thời năm 1980 tám mấy đó. Không biết quý vị có nhớ, hãy tìm xem phim này đi quý vị, nhạc rất là hay. Và kính thưa vị, trước khi mà mời vị giữ làn sóng sau về phần thông tin thương mại thì Lưu Vũ mời quý vị đến sân vận động có mái che, không sợ mưa, không sợ nắng, đặc biệt không hút thuốc lá và không nói tiếng Đan Mạch. Kính thưa vị, Majesty nằm trên đường Du Klích, góc đường Edinger, 8 giờ sáng, kính thưa vị, ngày 14 tháng 6 sẽ khai mạc trận đầu tiên và nguyên một tháng tới ngày 15 tây tháng 7, kính thưa vị, 8 giờ sáng là trận chung kết với tường thuật viên Lưu Vũ màn hình 300 inch HD rõ nét và đặc biệt có điểm tâm sáng và những món ăn thật là ngon. Quý vị gọi cho Lưu Vũ để biết thêm chi tiết 714-467-5840. Vị nhớ giữ làn sóng sau vài phần thông tin thương mại thì một nam ca sĩ với sự yêu cầu của rất nhiều quý khán thính giả khá điển trai lên đây hát tặng cho cả nhà nhé. Cảm ơn vị thật là nhiều. Cảm ơn vì lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc thính phòng. Trở lại với Vương Hương. Thưa quý vị, ngày hôm nay với sự trở lại của nam ca sĩ Thiên Phúc, là được Thiên Phúc được một số bạn yêu cầu Thiên Phúc ca một bản nhạc của Tiến Minh, tác giả bản nhạc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Nhưng mà trước đó Thiên Phúc chưa từng hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, mà hôm nay Tiến Phúc lại hát Nơi Tình Yêu Kết Thúc. Xin mời Tiến Phúc gửi lời chào. Thiên Phúc xin kính chào quý vị khán giả của đài SET. Thiên Phúc ơi, rất nhiều quý khán giả đã thương mến em khi mà em xuất hiện với anh Lưu Vũ và chị Phương Hương trên chương trình âm nhạc thính phòng. Thì cái cảm xúc của em như thế nào ngày hôm nay? Tại sao là không có bắt đầu mà lại phải kết thúc? Khi mà em nghe anh Vũ gọi cho em nói là có người yêu cầu, em ngạc nhiên vô cùng. Và em rất là hạnh phúc khi mà được trở lại sân khấu của show âm nhạc thính phòng và The Friends. Lý do mà Nơi Tình Yêu Kết Thúc, em nghĩ là có nhiều cái mình đi từ nơi kết thúc mình kể lại câu chuyện cũng hay. Thì Thiên Phúc ơi, em có thể kể cho anh nghe lại câu chuyện Nơi Tình Yêu Kết Thúc cho quý khán thính giả nghe được không? Ngay bây giờ. Xin mời em. Chắc là em xin kể bằng cái bài hát này đi.
không em lẻ loi bàn tay xa rời lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này để nhớ thương để vơi vương trên môi mắt cay mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẻ loi xin hãy gom mây chỉ nhìn thấy nhau xin hãy một lần giá rời lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay ngày mùa đông ơi ngoài kia người tôi yêu lẻ loi xin hãy gom mây đừng để mưa mãi rơi muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy nhưng người vẫn đi mưa mãi rơi đầy lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa vì những ân tình người mang theo thành băng giá người yêu một lần dù chỉ nhìn thấy nhau xin hãy một lần lạc mất lối làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa vì những ân tình người mang theo thành băng giá người yêu ơi đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Hãy một lần, dù chỉ nhìn thấy nhau, xin hãy một lần. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Phúc kính thưa vị. Và bạn đó ơi, đã test solo Vũ để yêu cầu Thiên Phúc hát nhạc phẩm vừa rồi, bạn có happy hay không? Thiên Phúc đã kể rồi đó, kể một câu chuyện về tình yêu của Thiên Phúc cho bạn nghe rồi đó. Và trở lại với Vương Hương. Đâu phải, hình như là khán giả yêu cầu chứ không phải Thiên Phúc kể chuyện tình yêu. Vì thưa quý vị, Vương Hương xin bật mí, Thiên Phúc chưa có bắt đầu, làm sao kết thúc được? Thiên Phúc ơi, khán giả muốn hỏi em là nhìn Thiên Phúc sáng sủa đẹp trai, rất là nghệ sĩ tính, thì công việc của Thiên Phúc hiện giờ đang làm gì? Xin mời em. Đầu tiên là xin cho em gửi lời cảm ơn đến các bạn khán giả đã yêu cầu bài hát này, vì em cũng rất là thích bài hát này. Hôm nay em có dịp được hát. Công việc hiện tại của em... Bí mật đi, khi nào mà hoàn thành cho chị xong á, rồi hẳn nói. Ok. Giới thiệu luôn đi Hương, sắp khai trương rồi.
Không, khi nào mà có thưa quý vị, trong nghe không bằng mắt thấy, lúc đó mới giới thiệu ha. Khán giả tò mò lắm, thế nào cũng text cho Lưu Vũ, cái tôi về sẽ text cho Lưu Vũ để hỏi quý vị thăm về ơi, Thiên Phúc. Có thấy lông nheo của Phương Hương không? Thiên Phúc mới gắn. Thì Thiên Phúc, em xin mời em. Dạ, anh muốn em nói giới thiệu công việc của em là gì? Ok. Chị Phương Hương chúc mừng Thiên Phúc vì Thiên Phúc vừa mới mở một cái tiệm mà nối lông mi, một cái salon rất là dễ thương ở Fullerton. Xin mời em. Dạ đúng rồi. Quý vị nếu mà có muốn cho mình một cái sắc đẹp mà lúc nào cũng có thể tỏa sáng, không cần phải make up mỗi ngày thì cứ liên lạc với Thiên Phúc sẽ tặng cho quý vị một cái vẻ đẹp đó. Dạ vâng, thưa quý vị, số phone Thiên Phúc qua Luân Vũ 714-467-5840. Vì ơi, vì nhớ dưới làn sóng sau vài phần thông tin thương mại thì sự trở lại của Thiên Phúc, Vương Hương và Lưu Vũ nhé. Mà Thiên Phúc sẽ cho vị số phone của Thiên Phúc chứ không qua Lưu Vũ đâu. Cảm ơn vị thật là nhiều. Cảm ơn vì lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc Thính Phong. Trở lại với Thiên Phúc. Thiên Phúc ơi, em có thể cho số phone trực tiếp của em đi. Rồi khi khán giả cứ gọi cho Luân Vũ tìm Thiên Phúc hoài. Rồi nhiều khi Luân Vũ không bắt phone lại, khán giả lại giận Luân Vũ nữa. Xin mời em. Kính thưa quý vị, Phúc xin mời quý vị đến với Studio Eyelash Extension của Thiên Phúc ở Fullerton, ngay downtown Fullerton. Thì hãy liên lạc với Thiên Phúc qua số phone là 714-804-3816, 714-804-3816. Cảm ơn Thiên Phúc thật là nhiều. Kính thưa quý vị, Thiên Phúc sẽ xuất hiện trong hai live show của Lưu Vũ. Bởi vì khi mà Lưu Vũ làm chương trình với nam ca sĩ Quang Dũng thì Lưu Vũ đều nhớ đến người em rất là dễ thương, đó là nam ca sĩ Thiên Phúc. Thì Thiên Phúc, em hình như năm nay em bao nhiêu tuổi? Em trẻ lắm. Em hình như 18 tuổi hay là 19 tuổi Thiên Phúc? Dạ, 18, 19 cho thêm dấu cộng là sẽ ra tuổi của em. Vương Hương có đồng ý là Thiên Phúc trẻ không? Vương Hương, xin mời Vương Hương. Thưa quý vị, muốn biết tuổi thật của Thiên Phúc, xin mời quý vị đến Sài Gòn Performing Arts, live show Quang Dũng. Sẽ có mặt của Thiên Phúc, thưa quý vị. Quý vị có thể hỏi trực tiếp anh chàng này. 1 tháng 7, thưa quý vị, 6 giờ chiều, giờ California, tại Sài Gòn Performing Arts, nam ca sĩ Quang Dũng cùng nam ca sĩ trẻ Thiên Phúc, rồi Khánh Du, Hồng Liên, rồi Đồng Lan, Vasa Diệu Nga sẽ có một đêm âm nhạc thật là tuyệt vời. Gọi cho Luân Vũ để biết thêm chi tiết nhé. Và Thiên Phúc ơi, em có thể giới thiệu nhạc phẩm thứ hai đến quý vị khán thính giả được không em? Bài hát tiếp theo là một bài hát hiện đang được nhiều bạn trẻ rất là thích, mang tựa đề là Đừng Như Thói Quen của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Dành tất cả thanh xuân để thương một người.
Em từng là thế giới, là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ dành một phút để hỏi anh về ngày hôm nay. Sao đến bây giờ anh phải mong chờ một điều giản đơn đến thế? Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Phúc. Trở lại với Vương Hương. Đây là một bài bản nhạc mà có tựa đề là Đừng Như Thói Quen. Nhưng mà bản nhạc này vẫn chưa phải là thói quen của Vương Hương khi đàn, vì bản nhạc này rất là mới, đúng không Phúc? Nhưng mà giai điệu rất là hay. Có thể là Vương Hương sẽ sau này sẽ ngân nga vài câu, vài ngón tay, vài nốt nhạc trong bản nhạc này chăng? Và mời Thiên Phúc, em có thể chia sẻ cảm xúc của em với nhạc phẩm này, thưa em. Cái bài này, đầu tiên là em yêu thích cái giai điệu từ khi em mới nghe. Thứ hai là em thấy lời rất là hay. Cái lời này hầu như là chưa có xuất hiện trong bài hát nào hết. Đừng như thói quen, nhiều người khi người ta quen nhau và ở lại với nhau chỉ vì một thói quen, thì đây là một cái lời nhắc nhở cho mọi người. Không, đúng rồi. Vì khi mà người ta nói khi yêu nhau mà thất tình á, là vì ta mất cái thói quen với người đó. Hằng ngày ta làm việc, mình đi chơi, mình sinh hoạt chung với người mình yêu, mà giờ đây khi chia tay, tự nhiên nó thiếu một cái gì đó, đó là thói quen của chúng ta. Thiên Phúc ơi, cho anh Lục Vũ hỏi em là ngoài đam mê âm nhạc, em có đam mê thể thao hay không? Dạ, cũng có. Em có đá bóng không? Em rất có thích xem đá banh không? Xem. Dạ, em mùa World Cup này thì em chọn đội nào? Argentina, Brazil, Đức và Tây Ban Nha. Em có thể chọn đội nào? Chắc là em không nói đâu, tại vì nói đội này thì sẽ mất lòng bên đội kia. Mất thưa quý vị, Vương Hương thì thể thao thì Vương Hương đã từng song hành với Luân Vũ thuở nhỏ, là chơi đá banh đến nỗi bị thẹo đây. Vương Hương bị Vũ bắt làm thủ môn, nhưng đồng thời Vương Hương cũng rất yêu chơi banh đũa.
Kính thưa quý vị, thì để trở lại với chương trình World Cup thì quý vị ơi, quý vị nhớ Messi không? Anh có thể nào đem Argentina trở thành vô địch thế giới năm 2018 và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thời đại nếu Messi vô địch? Nhưng có một lời nguyền, kính thưa quý vị, đó là vào năm 1986, trước khi đi vào trận chung kết gặp đội tuyển Đức, thì Maradona đội trưởng dẫn nguyên một đội thành phần ban huấn luyện đến một ngôi nhà thờ rất là linh tại Mexico và cầu nguyện nếu đội chúng tôi vô địch, chúng tôi sẽ cảm ơn đấng thiêng liêng đã phù hộ. Nhưng khi họ vô địch thì họ lại quên đi tới cảm ơn về quê nhà Argentina và họ ăn mừng trước vô địch mình. Vì thấy không, hai lần vào World Cup năm 1990 và năm 2014 họ đều thất bại trước đội tuyển Đức và Copa America họ cũng thất bại trong những trận chung kết. Liệu Messi có đem đến chức vô địch cho Argentina hay không, chúng ta hãy vẫn chờ xem. Nhưng quý vị hãy giữ làn sóng, sau vài phần thông tin thương mại thì nam ca sĩ Thiên Phúc sẽ hát một nhạc phẩm tặng cho quý vị nữa nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc Thính Phòng. Nếu quý vị biết những chi tiết, những phút hồi hộp, những phút gây cấn, thì xin mời quý vị đến sân vận động có mái che, không sợ mưa, không sợ nắng, không hút thuốc lá bên trong và đặc biệt không nói tiếng Đan Mạch. Kính thưa quý vị, đó là Majesty Restaurant nằm ở Edinger, góc Euclid. Bình luận viên Lưu Vũ, nơi nói tiếng Việt duy nhất, kính thưa quý vị, tường thuật tất cả các trận đấu. Ngày khai mạc đó là ngày 14 tháng 6 đúng 8 giờ sáng và ngày bế mạc chung kết là 15 tháng 7, quý vị, cũng 8 giờ sáng bắt đầu, chỉ 5 đồng ly cà phê sữa đá. Quý vị biết thêm những chi tiết gọi Lưu Vũ 714-467-5840, bật mí vị là màn hình HD 300 inch. Quý vị nhớ nha, không nơi nào có màn hình bự to và nghe tường thuật trực tiếp. Trở lại với Vương Hương. Vâng, thưa quý vị, vì kỳ này á, là World Cup tổ chức ở Nga thì Vương Hưng nghi là Messi á, là phải ngay từ bây giờ phải tranh thủ đi qua Mexico tạ tội với ông thần gì đó, một cái ngôi đền đó đi, rồi hẳn trở về đá thì may ra. Đúng Vương Hưng, đúng chính xác. Thì đừng có đùa giỡn Messi với một đội tuyển Argentina đến nhà thờ tại Mexico để mà cảm tạ đất thần linh đã ban cho mình chức vô địch. Đến chưa? Chưa thấy Vương Hương. Có số phone của Messi không Vương Hương? 1-800 Messi, gọi Messi đến nhé. Và trở lại với Thiên Phúc ơi, nãy giờ đi hơi đi lạc đề tí xíu, bây giờ trở đề lại vấn đề chính nè. Thiên Phúc, nhạc phẩm kế tiếp em hát nhạc phẩm gì, em có thể giới thiệu cho tất cả vị khán giả được không em? Xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về lời thề. Tựa như anh lừa sưởi ấm lòng anh, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa giữa ấm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường.
dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Cô gái đến từ hôm qua. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Phúc với tiếng đàn piano của Vương Hương. Trở lại với Vương Hương. Một bản nhạc hay khác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, tác giả của bản nhạc chân tình mà quý vị thường hay nghe, đó là Cô gái đến từ hôm qua. Thiên Phúc ơi, nhạc phẩm này em có riêng tặng cho một người nào thân trong gia đình, bạn bè của em hay không? Xin mời em. Bài hát này em tặng cho đến tất cả các bạn bè và người thân trong gia đình của em. Đây là một bài hát mà em biết là nhiều người bạn cùng tuổi với em rất là yêu thích, cho nên em tặng tất cả mọi người. Có ngụ ý gì hay là đã gặp lại cô gái từ hôm qua? Hôm qua có gặp phải không? Dạ có. Trở lại với Thiên Phúc, dòng nhạc em đang theo đuổi đó là dòng nhạc tình hay là dòng nhạc ballad? Xin mời em. Dạ, em hát nhạc ballad vì em thấy nó phù hợp với em nhất. Thì Vương Hương ơi, Vương Hương có những lời nhắn nhủ gì cho nam ca sĩ Thiên Phúc để em có những bước đi? Mặc dù Thiên Phúc, kính thưa vị, hát chỉ là đam mê, và Lưu Vũ biết chắc chắn nghề chính của Thiên Phúc là nghề nối lòng mi cho tất cả quý vị nào yêu thích. Anh chàng này ngộ lắm thưa quý vị, tốt nghiệp đại học ngành kế toán, làm được nhiều năm rồi, chán quá, ngồi văn phòng chán quá, bây giờ thích làm đẹp cho phụ nữ. Thì một lần nữa em có thể giới thiệu cơ sở mà em vừa nói với anh là vừa khai trương. Xin mời em. Okay, thưa quý vị, Thiên Phúc rất là vui mừng được giới thiệu với quý vị Studio Fabulash, chuyên làm eyelash extension của Thiên Phúc vừa được khai trương. Mời quý vị book với Thiên Phúc qua số phone 714-804-3816 thì Thiên Phúc sẽ tặng cho quý vị những cái bộ lông mi thật là đẹp. Thì anh có Thiên Phúc có làm lông mi, nối lông mi cho anh đến lên chương trình âm nhạc thính phòng để khoe với khán giả hay không? Xin mời em. Dạ có anh, em có làm cho Nam nữa. Em sẽ làm cho anh một bộ lông mi thiệt là sexy. Quý vị ơi, Lưu Vũ nói giỡn thôi. Nhưng mà Nam vẫn là nối lông mi được. Thì quý vị nào mà thấy lông mi mình ngắn thì tới Thiên Phúc, Phúc sẽ làm cho vị đẹp ra để vị có thể tự tin đứng trên sân khấu hoặc tự tin đi dự tiệc, đúng không Vương Hương? Xin mời Vương Hương. Thì như quý vị biết không, Vương Hương save rất là nhiều thời gian để make up. Đó là cái thời gian gắn lông nhau có thể
thách Vương Hương nửa tiếng đồng hồ hơn đó, có khi hơn nữa và có thể hư 2-3 bộ lông nheo. Nhưng mà nhờ Thiên Phúc gắn cho chị như thế này, cảm ơn em nhiều, thì Vương Hương không cần phải tốn thời gian đó. Cảm ơn Vương Hương đã chia sẻ với tất cả vị khán giả. Một lần nữa, thưa vị, 1 tháng 7, đúng 6 giờ chiều giờ California tại Sài Gòn Performina, live show của nam ca sĩ Quang Dũng. Vé rất hot, cái thưa vị nên ra phòng vé để lấy những chiếc vé cuối cùng dành cho quý vị ở xa đến. Gọi Lưu Vũ ở số 714-467-5840. Vương ơi, chúng ta lại không còn nhiều thời gian, mời Vương Hương gửi lời chia tay. Vừa rồi thì quý vị đã nghe nhạc Đã Đời Rồi, thì bây giờ Vương Hương xin chào tạm biệt nhé. Và xin mong gặp lại quý vị vào những live show mà nhóm The Friends thực hiện. Cảm ơn sự ủng hộ đông đảo của quý vị dành cho Luân Vũ, Vương Hương và nhóm The Friends. Vương Hương xin chào tạm biệt. Hẹn gặp xin lại. Mời Thiên Phúc gửi lời chào chia tay tới tất cả quý vị khán thính giả. Một lần nữa Thiên Phúc xin cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến Thiên Phúc và text anh Luân Vũ để yêu cầu sự trở lại của Thiên Phúc. Thiên Phúc xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Riêng cá nhân Luân Vũ thì câu nói quen thuộc là hãy hôn người kế bên để quên đi mọi buồn phiền trong cuộc sống, và hãy ủng hộ cho Lưu Vũ âm nhạc thính phòng và Lưu Vũ bình luận túc cầu, cái thưa vị, của đài truyền hình SBTN. Phút thứ 89 của trận đấu, Cristiano Ronaldo, anh quyết định đột phá, có lượt qua 1 cầu thủ, 2 cầu thủ, lượt qua 3 cầu thủ, sút vô không, không vô. Vì xem lại tình huống quay chậm cho chúng ta thấy lại hết giờ rồi quý vị. Ra sân vận động có mái che trên đường Euclid góc Edinger 714-467-5840. Chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Xin chào tạm biệt.